Tàu ngầm Việt Nam sẽ mọc thêm cánh, nhờ club Sputnik dẫn thông tin từ trang tin quốc phòng Strategy Page của Mỹ cho biết Nga cung cấp cho Việt Nam các tổ hợp tên lửa club trang bị cho tàu ngầm lớp Vasa Vianka hay còn gọi là lớp Kilo. Theo trang Strategy Page có 50 tổ hợp tên lửa được trang bị cho 6 tàu ngầm, trong đó 3 tàu ngầm đầu tiên đã được chuyển giao cho hải quân Việt Nam. Tàu ngầm thứ 6 trang bị tên lửa club mà Việt Nam đặt mua ở Nga sẽ được chuyển giao trong năm tới. Giám đốc Trung tâm Phân tích Thương mại Vũ khí Thế giới, ông Igor Korotchenko nhận định, sự hiện diện của hạm đội tàu ngầm giúp củng cố khả năng phòng thủ của Việt Nam trong bối cảnh tình hình biển Đông trở nên nghiêm trọng hơn, các nước trong khu vực đang củng cố lực lượng hải quân của họ. Đánh giá về lợi thế của các tàu ngầm này, ông Korotchenko cũng cho rằng Nga cung cấp các phiên bản tàu ngầm mới nhất trang bị tổ hợp tên lửa club có khả năng chống hạm và tấn công mặt đất hay ở tầm xa. Lần đầu tiên, tổ hợp tên lửa CLAP được giới thiệu tại triển lãm quốc tế Lima năm 2009 ở Malaysia và ngay lập tức thu hút sự chú ý của các chuyên gia quân sự quốc tế. Loại tên lửa này có khả năng tấn công ở tầm xa tới 300 km, bay với tốc độ siêu âm, lắp đầu đạn tác chiến chứa 400 kg thuốc nổ. Khi bay tới mục tiêu, đầu đạn tách ra khỏi thân tên lửa, và đạt tốc độ nhanh gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Đầu đạn tiếp cận mục tiêu với tốc độ hơn 1 km một giây ở độ cao 5 đến 10 m. Nhờ đó các hệ thống radar chống tên lửa của đối phương hầu như không thể phát hiện được.